Ngoài ra trang trại của chúng tôi còn có chương trình khuyến mại đặc biệt mua 10 tặng 1 đối với bất kỳ loài vật nuôi nào. Dưới quy định của nhà nước và sự cấp phép của cơ quan chức năng về chăn nuôi động vật hoang dã, thì anh Nguyễn Văn Tiến, chủ trại chăn nuôi có các địa chỉ tại Hà Nội và Đồng Nai, đã ngày càng mở rộng và phát triển mô hình chăn nuôi này, bao gồm chuột mốc, chồn hương, giòn, rúi mốc đại Trung Quốc và rúi má đào Thái Lan. Có rất nhiều bà con chăn nuôi muốn biết lợi nhuận của các loài này đem lại là bao nhiêu mỗi năm, thì ngay sau đây, anh Tiến sẽ tiết lộ cho bà con mức lợi nhuận khủng từ chăn nuôi các loài này. Nếu như quý bà con muốn tìm hiểu chi tiết về cách chăn nuôi các loài động vật này, thì hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình và đến trang trại của anh có địa chỉ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vâng, xin chào tất cả quý bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tiến, chủ trang trại chăn nuôi các loài động vật hoang dã dọc từ Bắc vào Nam. Thì hôm nay tôi đứng tại phân trại thứ ba của tôi đây, có địa chỉ tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trang trại chúng tôi thì chăn nuôi rất là nhiều các loài động vật hoang dã khác nhau. Thì hôm nay tôi giới thiệu cho bà con 4 cái con vật chủ đạo của trang trại mà hiện đang đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho trang trại chúng tôi. Loài vật đầu tiên mà anh Tiến muốn chia sẻ cho bà con về lợi nhuận của chúng đem lại cho chuỗi trang trại của anh là bao nhiêu, đó là con chuột mốc. Nói về chi phí thức ăn chăn nuôi của chuột mốc thì nó rẻ hơn rất nhiều so với các loài vật nuôi khác mà bà con đã từng nuôi trước đây. Bởi cầy mốc chỉ ăn một lượng thức ăn rất nhỏ, bao gồm chuối chín và cháo thịt mỗi ngày, mà giá bán ngoài thị trường rất cao. Do tính tới hiện nay không có nhiều trang trại chăn nuôi chúng, với mức sinh sản tại trang trại của anh là 1 năm 2 lứa, thì lợi nhuận thu về trên mỗi con mẹ sinh sản khoảng từ 35 đến 40 triệu đồng một con một năm. Và đây là khu vực chăn nuôi con chuồn mốc của trang trại chúng tôi. Thì tôi xin mời bà con cùng theo chân tôi vào tham quan mô hình. Thì chăn nuôi bất kể một con gì thì bà con đều phải nắm bắt được cái tập tính của con vật đó. Như con chuồn mốc này thì thức ăn của con chuồn mốc này rất là đơn giản, gồm chủ yếu là các loại hoa quả ngọt và đặc biệt là nó rất là thích ăn chuối. Thì bà con biết là cái hoa quả chuối thì đâu đâu trên cái đất nước Việt Nam này đều có rất là nhiều chuối và cái giá thành nó rất là rẻ. Thì một con chuồn mốc này như bên trang trại chúng tôi ước tính thì là con này nó sinh sản một năm là hai lứa, một lứa là 3 đến 5 con. Thì tôi chỉ ước tính là 3 con, hai lứa thì là 6 con. 6 con khi bà con chăn nuôi thương phẩm thì nó đạt trọng lượng từ 7 cho đến 10 kg trên một con. Thì tôi tính giá trị là 6 kg trên một con, mà 6 nhân với 6 thì nó sẽ thành là 36 kg. Với cái giá bao tiêu thị trường như hiện nay của trang trại chúng tôi là từ 1,9 triệu cho đến 2,1 triệu, thì tôi cứ tính bình quân là 2 triệu, thì là cái giá là 36 kg nhân với 2 triệu. Khi bà con trừ chi phí đi thì đâu đó trên một năm một con mẹ thu về cho bà con không dưới 35 đến 40 triệu trên một con. Về kỹ thuật chăn nuôi con chuồn mốc này thì là khi bà con đến với trang trại chúng tôi sẽ bàn giao tất cả các kinh nghiệm mà trang trại chúng tôi đúc kết trong rất là nhiều năm vừa chăn nuôi vừa qua. Thì tất cả mọi kỹ thuật thì bên trang trại tôi đều chia sẻ công khai như bà con nhìn thấy trên đây. Trong một số năm qua thì là có rất nhiều mô hình trang trại chăn nuôi thành công khi chăn nuôi đúng kỹ thuật và đúng quy trình như bên trang trại của chúng tôi đã công khai. Thì trong cái quá trình bắt tay vào chăn nuôi con này thì tôi cũng khuyên bà con một yếu tố nhỏ, yếu tố rất là quan trọng là như này: bà con nên đến tận nơi để tìm hiểu đầy đủ kỹ thuật chăn nuôi và tránh cái tình trạng là khi bà con tìm đến những cơ sở nó không có uy tín thì sẽ gây thất thoát cho bà con và bà con sẽ không thành công trong vấn đề chăn nuôi con vật này. Loài vật nuôi thứ hai đó là con giòn. Khi mới chỉ nhìn qua thì nhiều bà con thường nhầm lẫn loài này với con nhím, nhưng thực chất lại không phải vậy.
giòn là một loài khác có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với nhím. Anh Tiến chia sẻ, rau, củ, quả, hạt là những loại thức ăn chính của giòn. Mỗi một con giòn trưởng thành, từ 10 tháng tuổi đến 1 năm, có cân nặng tối đa khoảng 5-6 kg. Giá bán ngoài thị trường hiện nay khoảng 1.900.000 trên 1 kg. Nên trại của anh thu về trung bình mỗi năm một con giòn sinh sản khoảng từ 25-30 triệu đồng. Anh cho biết thức ăn dễ kiếm và sức khỏe tốt, đây là hai ưu điểm lớn của loài giòn này. Và đây là cái khu vực chăn nuôi con giòn của tôi, thì để cho bà con hiểu thêm về cái mức thu nhập mà con giòn này mang lại ra sao thì xin mời bà con theo chân tôi. Ở đây là mô hình chăn nuôi con giòn ở trong trại tôi. Thì tôi xin nói qua cho bà con là về cái thức ăn của con giòn này là gồm những cái gì, và một năm con mẹ nó thu lại lợi nhuận cho bà con là bao nhiêu tiền. Thì tôi xin nói qua về cái vấn đề là thức ăn. Thức ăn của con giòn này thì gồm tất cả các loại rau củ quả, ví dụ như bí xanh, bí đỏ, ngô, khoai, con giòn đều ăn được. Và các loại hạt gồm các loại hạt như là ngô hạt, đậu tương hạt và hạt lạc. Thì đấy là cái thức ăn của con giòn. Còn về cái lợi nhuận mà con giòn này mang lại trên một năm thì như trang trại tôi ước tính là con giòn này thì nó sinh sản 2 lần, nó sinh sản rất là sai, sinh sản 1 năm 2 lần, một lần thì từ 3-5 con, thì 2 lần thì tôi tính là 6 con. Với cái giá bao tiêu trên thị trường là 1.900.000 thì bà con có thể thu về từ 25-30 triệu đồng trên một con. Về kỹ thuật chăm sóc con giòn này thì nó không đòi hỏi kỹ thuật quá là cao. Con giòn này bà con buổi sáng bà con cho ăn các loại rau củ quả như tôi vừa nói trên, và buổi chiều thì bà con bổ sung thêm cái lượng tinh bột cho con giòn để đảm bảo sức khỏe cho con giòn sinh trưởng và sinh sản tốt. Thì các loại hạt về buổi chiều thì bà con có thể bổ sung thêm ngô ngâm, đậu tương ngâm và các loại hạt, ví dụ như hạt lạc. Loài vật thứ ba của trang trại anh đó là con dúi. Tại trang trại của anh hiện nay đang chăn nuôi hai loại dúi chính, đó là dúi Mã Đảo Thái Lan và dúi Mốc Đại Trung Quốc. Thức ăn của dúi là rẻ nhất và dễ kiếm nhất trong trang trại chăn nuôi của anh, bởi thức ăn của dúi chỉ là chè, mía, ngô. Nếu như bà con muốn học tập và chăn nuôi thử loài động vật hoang dã thì dúi là một loài có chi phí con giống rất thấp, chỉ cần vài triệu đồng là bà con đã có thể bắt tay vào chăn nuôi chúng. Nói về lợi nhuận thì tỷ suất lợi nhuận của con dúi đem lại là cao nhất, bởi chi phí thức ăn gần như bằng không và công chăm sóc là rất ít. Chỉ cần bà con đảm bảo được môi trường nhiệt độ phù hợp là dúi có thể phát triển bình thường. Và đây là cái mô hình chăn nuôi con dúi, xin mời bà con cùng tham quan. Về cái mô hình chăn nuôi con dúi này thì bên trang trại chúng tôi gồm có 2 loại dúi. Dúi nhất là có dòng Mốc Đại, và thứ hai là dòng Mã Đào. Và đây là cái mô hình chăn nuôi con dúi Mã Đào của chúng tôi. Con dúi Mã Đào này, tập tính của nó thì ăn ngô, tre, mía, và cái sinh sản của nó thì là 1 năm nó sinh sản 2 lứa, nuôi lứa từ 3-5 con. Thì trong cái quá trình chăn nuôi ấy, để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất thì bà con nên chọn những cơ sở có uy tín để mình bắt tay bắt con giống, bắt đầu vào chăn nuôi, thì nó tránh cái sự thất thoát cho bà con và giảm thiểu cái rủi ro. Thì con dúi này 1 năm đẻ 2 lứa thì như bà con được biết thì bên trang trại chúng tôi đang bao tiêu cái giá thị trường là nó rơi vào từ 700-900.000 trên 1 kg đối với dòng dúi Mã Đào. Và đặc biệt cái dòng dúi Mã Đào này nó đẻ rất là sai, 1 năm nó đẻ 2 lứa, một lứa là từ 3-5 con, thì tôi tính bình quân là 6 con trên 1 năm. Nếu như bà con nuôi thương phẩm thì nó đặt cái trọng lượng là từ 3-5 kg trên một con, thì tôi tính cái giá trị thấp là 3 kg, thì 3 kg nhân với 6 thì bằng 18. Và theo cái giá thị trường, giá mà trang trại chúng tôi đang bao tiêu cho bà con là 700.000 một ký, thì 18 kg nhân với 7 thì nó rơi vào 12 triệu hơn. Thì trừ chi phí thức ăn chăn nuôi và điện nước thì bà con một con mẹ trên 1 năm thì bà con có thể thu về từ 9-10 triệu trên một con. Về cái chi phí đối với con dúi này thì ngoài cái thức ăn là ngô và các loại hạt thì bà con phải mua. Còn cái chi phí về cây tre
thì bà con có thể kiếm quanh vườn nhà hoặc là xung quanh địa phương mình. Và đặc biệt là cái chi phí về cái nguồn tre này, bà con nếu như bà con mua tre thì cái lượng tre, cái số tiền bỏ ra mua cây tre thì nó không đáng kể bao nhiêu. Như trang trại chúng tôi ước tính con rúi này nó cái chi phí để về thức ăn của một con thì nó chỉ rơi vào khoảng 1.000 đồng trên một con. Để mà bắt tay vào chăn nuôi con rúi này thành công thì cái thời điểm này và cái mùa này là cái mùa thích hợp nhất để cho bà con bắt tay vào chăn nuôi, bởi vì khí hậu nó rất là mát mẻ, ôn hòa. Điều đặc biệt đối với bà con là khi chăn nuôi con rúi này là cái chi phí về chuồng trại và con giống rất là thấp. Để một con giống như này thì bà con chỉ bỏ ra vài triệu là bà con có thể chăn nuôi, bắt tay vào chăn nuôi con rúi này được. Hiểu được tâm lý của bà con chăn nuôi và cũng muốn hỗ trợ bà con chăn nuôi phát triển tốt nhất, thì tại trang trại của anh Tiến sẽ có những chính sách đặc biệt cho những bà con quyết định bắt tay vào chăn nuôi các loài động vật nuôi như tại trang trại này. Thì anh sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, bao tiêu đầu ra và đặc biệt anh sẽ tặng con giống cho bà con chăn nuôi, cụ thể như sau. Ngoài ra trang trại của chúng tôi còn có chương trình khuyến mại đặc biệt mua 10 tặng 1 đối với bất kỳ loài vật nuôi nào của trang trại chúng tôi. Ví dụ như bà con mua 10 con rúi thì trang trại chúng tôi tặng một con, và mua 10 con cầy, trang trại chúng tôi gửi tặng bà con một con. Và có một lưu ý cho bà con là khi bà con chuẩn bị bắt tay vào chăn nuôi bất kỳ một loài động vật nào thì bà con nên tìm hiểu thật kỹ và đến những cơ sở trang trại có uy tín để chăn nuôi. Còn khi bà con có nhu cầu tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi thì bà con có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc đến trực tiếp trang trại của chúng tôi có địa chỉ tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trên đây là chia sẻ về lợi nhuận của nghề chăn nuôi động vật hoang dã tại trang trại của anh Nguyễn Văn Tiến, có địa chỉ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nếu như bà con muốn tìm hiểu chi tiết hơn nữa thì hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình và đến trực tiếp trang trại của anh. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo trên kênh nông lâm.net.